Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em một cái sự kết hợp tuyệt vời của cái bộ ba sản phẩm. Thứ nhất là âm ly JBL Tech A9004. Thứ hai là bộ loa cánh phân tầng 2 đường tiếng Infinity 6530CX. Và thứ ba là Infinity 6532X. Đây loa đồng trục 2 đường tiếng có chép liền. Thì trong ngân sách trên dưới 15 triệu thì rất là khó để cho anh em có thể kiếm được một cái cấu hình âm thanh nào mà nó hay hơn được cái cấu hình âm thanh này. Thật sự luôn rất là khó. Thì tại sao mình nói như vậy thì mình sẽ phân tích từ từ để cho anh em coi. Thì trước tiên mình sẽ nói về từng thành phần nha. Từng loại một thì trước tiên mình sẽ nói về âm ly trước. Thì đây âm ly JBL Tech 9004 đây là có công suất định mức là 90W trên một kênh nhân cho 4 kênh. Đây là âm ly 4 kênh, đây là sản phẩm chính hãng của JBL. Nó con này công suất khá là lớn nhưng mà kích thước thì khá là nhỏ gọn, trong tầm dài chỉ khoảng một cái găng tay của mình thôi, cho anh em nhét đút dưới ghế rất là dễ dàng, rất là thoải mái, không sợ kẹt cắn ghế hay kẹt ghế gì hết. Thì trong cái tầm giá này trên con âm ly trên dưới 7 triệu thì ở ngoài thị trường anh em không có mua nào, không có thể nào mua được con âm ly nào công suất lớn hơn này được. Mình đã tham khảo rất là nhiều dòng của rất là nhiều thương hiệu rồi, con này thật sự mà nói là chất nhất trong tầm giá luôn. Tech A9004 đó. Thì với con âm ly này trong cái hệ thống loa cánh này á, thì nó sẽ khai thác triệt để cái chất âm của cái bộ loa, đánh cái ra hết tiếng của cái loa luôn. Những cái gì tinh hoa, những cái gì công nghệ nhất mà tích hợp trong cái loa cánh này á, khi mà gặp cái con âm ly này á, là nó sẽ đẩy ra hết, đánh ra hết luôn, khai thác hết cái chất âm của cái bộ loa của mình, không có phí, không có bỏ sót cái gì hết, đánh ra hết. Đó, đây là con âm ly. Thì tiếp theo mình sẽ nói về cái bộ loa cánh nha. Thì mình sẽ nói về con bộ loa cánh phân tầng 2 đường tiếng trước, Infinity 6530CX. Thì bộ loa này nó gồm những gì? Thì có phiếu bảo hành nè. Trong cái phiếu bảo hành này, đây là phiếu hướng dẫn sử dụng. Thì hướng dẫn sử dụng trong đây nó có cho mình cái tem, hai cái con tem của Infinity. Thì bao gồm một số phụ kiện đế bắt chép nè, phụ kiện linh tinh của loa chép như đó đó. Thì hai cái vòng, hai cái mặt dưỡng này, nhưng mà khi lắp đặt thì mình bỏ này ra nha anh em, cái này thì mình không có xài. Đó, bên mình sẽ tặng kèm cho anh em những cái phụ kiện zin theo xe luôn, cái này mình dục đi không có xài đâu, bởi vì lắp cái nó rất là khó. Mình lắp nó tại vì nó dẹp quá, khi mình xuống kiến là có thể nó cái kiến nó sẽ cấn vô cái 500 của cái lo, có thể hỏng kiến và hỏng lo nó rất là nguy hiểm. Thành ra là khi lắp đặt anh em bỏ cái đó ra đi, mình sẽ tặng kèm cho anh em cái khác. Đây là cái lo bát. Trước khi nói về lo bát thì mình nói về cái phân tầng trước đi. Đây là cục phân tầng của nó. Thì trên cục phân tầng này nó sẽ có 6 cổng, trong đó sẽ có 2 cổng đường tín hiệu vô và 4 cổng đường tín hiệu ra. 4 cổng ra thì nó sẽ có 2 cổng cho loa bass và 2 cổng cho loa chép. Thì nhiệm vụ của cục phân tầng này nó sẽ chia các tần số. Ví dụ như tần số thấp á, thì nó sẽ đẩy xuống cái loa bass. Đây, đẩy xuống cái loa bass này. Và tần số cao thì nó sẽ chuyển vào cái loa chép. Đây là loa chép. Đó. Tem bảo hành hãng này đủ nha. Cái nào cũng vậy, phân tầng cũng vậy, loa cũng vậy, chép cũng vậy, loa bass cũng vậy, có tem bảo hành của hãng đầy đủ hết. Đây là cục phân tầng. Thì cục này mình sẽ bỏ vào trong cái bi cửa luôn. Trên cục phân tầng này nó sẽ có cộng trừ 3 dB nè. Đó, khi lắp đặt đây thì mình sẽ nói thêm về cái vấn đề này cho anh em. Giờ đây mình chỉ review giới thiệu sơ sơ thôi. Thì đây là loa chép, thì nó sẽ có hai loa chép gờ như này. Một bộ thì sẽ có hai loa bass, hai loa chép và hai phân tầng. Con này công suất định mức là 90W trên một lo và cực đại là 270W trên một lo. Đó. Rồi mình sẽ mở ra để cho anh em coi nha. Đây, đây là cục của lo bass. Nó dính, nó còn dính cái phấn, mình chùi nó sạch. Những cái lo mới thì trên cái dàn lo nó sẽ có phấn. Đó, sạch trơn đó, rất là đẹp luôn. Quay một vòng cho anh em coi. Con này thì hay hơn 609 rất là nhiều nha. Anh em thường hay hỏi mình cái vụ 609 á, con này hay hơn 609 rất nhiều. Gân lo, màng lo của nó rất là mềm mại.
đánh, đặc biệt là dòng này có cái chất bass khá là tốt. Mình thì không đánh giá cao cái bass của lò cánh, nhưng mà riêng đặc biệt với thằng 63530 này mình đánh giá rất là cao về cam bass của nó. Từ nè, cục 500 của nó nè, khá là to tại vì công suất nó lớn mà. Con này sẽ được bảo hành hãng 2 năm luôn nha anh em, sẽ có bảo hành điện tử luôn cho mình. Đây là cái mặt lưới, cái logo này là nói chung là rất là quen thuộc từ xưa tới nay của Infinity rồi. Đây, Infinity đây anh em nhìn thấy đó, đây là cái logo của nó giống như JBL vậy đó, nó gắn liền với cái thương hiệu cái logo này luôn. Rất là đẹp. Đó, thì một bộ sẽ có hai lo bass, hai lo chép và hai phân tầng. Rồi, mình đã giới thiệu xong qua cái bộ 6530 rồi. Mình sẽ nói thêm về, tiếp theo là mình sẽ nói về con Infinity 6532. Thì nó cũng vậy, nó cũng có gửi kèm như này, mặt cái dòng dưỡng như này, nhưng mình không có xài. Đây cũng vậy, có phiếu hướng dẫn sử dụng, cũng có tem của hãng, có logo dán lên nhìn rất là đẹp nha. Sẽ khui nó ra. Con này nó là thành, nó là lo đồng trục nên ra là nó không có chép rời, nó cũng có phân tầng nha. Nó chỉ rất là đơn giản, nó chỉ có gồm hai cái lo thôi. Đó. Đây là lo. Anh em thấy, anh em nhìn thấy cái mấy cái màu trắng trắng trên cái gân lo không? Đó là cái phấn khi còn mới nó sẽ vậy. Mình chùi sôi qua cái là nó sẽ hết. Đó, thấy không? Sạch bông liền. Con này công suất định mức là 60W mà công suất max là 180W trên một lo. Chính giữa nó có đính kèm một cái con chép, thành ra là cái chất âm nó rất là sáng. Đây, đây cái nút có cộng trừ 2 dB, thì khi lắp đặt thì mình cho nó cộng 2 dB nha, để cho tiếng nó sáng hơn xíu. Nhưng mà sáng hơn xíu, nhưng mà anh em nào mà tai dạng như là cảm âm tốt á, nghe thì mới phân biệt được. Còn ví dụ như chúng ta nghe sơ sơ, nghe thoáng qua thì chúng ta rất là khó phân biệt được cái điều chỉnh cộng trừ 2 dB này. Mình nghĩ là nó tương đương như nhau, nhưng mà hãng nó sản xuất ra thì không có lý nào mà nó không có tác dụng đâu. Nó có tác dụng thì hãng nó mới bỏ vô. Con chép này á, thì khi lắp đặt thì chúng ta chú ý để cho cái chép này nó dẫn nó hướng lên nha, để cho nó âm thanh nó thoát lên cao. Khi chúng ta lắp mà chúng ta úp nó xuống vậy thì âm cuối cái âm thanh phát ra từ cái loa chép nó cúi xuống, thành ra nó bị âm thanh nó sẽ bị mất nhiều lắm. Thì anh em chú ý là khi lắp thì chúng ta để cho cái tay nó dẫn lên đó, đúng theo cái chiều chữ của con, cái chữ reference chính giữa đó, anh em thấy không đó, thì mình chú ý chỗ đó. Thì ở đây là mình nói chung là đã đi xa Sài Gòn rồi, thành ra là trong quá trình quay thì nói chung là vì ở vùng nông thôn, thành ra là cũng có rất là nhiều tiếng động, tiếng chó sủa khi có người qua lại, tiếng gà gáy, tiếng chim kêu, tiếng gia súc gia cầm đồ ăn đầy đủ hết. Thì anh em thông cảm nha. Rồi, đây là tất cả 3 sản phẩm thì mình đã giới thiệu sơ sơ qua đây cho anh em rồi đó. Thì trong tầm giá 15 triệu. Thì anh em nào ở khu vực Sài Gòn khi hết dịch đó thì mình lắp đặt thì cũng tầm giá đó luôn. Còn nếu anh em ở xa khi mua hàng á thì mình sẽ kèm luôn cho anh em tất cả phụ kiện. Ví dụ anh em đi xe gì thì mình sẽ có phụ kiện xe đó. Còn riêng về con Amply này á, thì mình sẽ làm sẵn hết 90% cái phụ kiện. Về anh em thì chỉ việc luồn dây và làm một số cái thao tác, một số công đoạn nó nhẹ nhàng thôi, thì ai cũng có thể lắp đặt. Anh em cứ tự tin lên, thì mình vẫn hỗ trợ từ xa mà, không phải bán hàng rồi thôi đâu. Mình bán hàng giống xong mình vẫn hỗ trợ anh em tự lắp luôn. Giá những sản phẩm JBL như thế này á, thì giá đã được thống nhất toàn quốc rồi anh em ơi. Giá thống nhất toàn quốc rồi thì mình cũng không thể nào bán rẻ hơn hoặc là mình bán mắc hơn được. Mình bán đúng giá cái hãng niêm yết. Nhưng mà lợi thế khi mà mua hàng bên chỗ mình á, thì được nói chung là được ưu tiên ưu đãi tặng cái gói phụ kiện. Còn khi mà anh em mua những chỗ khác á, thì người ta chỉ trong hộp có gì là người ta gửi kèm cho mình cái đó thôi. Còn những phụ kiện những gì thì anh em phải mua thêm. Nói chung về cái phần phụ kiện này rất là tốn rất là nhiều tiền á, cho anh em đừng nghĩ nó rẻ nha, rất là nhiều tiền.
nhưng mà chưa chắc về anh em đã xử lý cho nó gọn gàng, cho nó chắc chắn được. Còn ở bên đây mình làm là mình sẽ làm, nói chung là tới đâu là chắc ăn chắc cú tới đó, không có làm dạng qua lo, không phải đồ tặng đồ phiếu mãi mà làm qua lo, làm sơ sài nha. Tại vì sản phẩm của mình là đồ xịn, thành ra mà khi mình lắp đặt á thì mình muốn làm sao cho cái phụ kiện của mình tốt nhất để nó khai thác hết cái âm thanh của cái sản phẩm mà khách người ta mua, chứ không phải nói về những phụ kiện tặng là mình làm để cho có, mình làm để mình lấy tiếng nha, chứ không phải mình làm để mình lấy cái quả nha. Thì đó là tất cả ba cái món mà mình muốn giới thiệu hôm nay. Thì anh em nào mà đang muốn nâng cấp âm thanh mà chưa có tìm ra được một cái cấu hình âm thanh thích hợp, thứ nhất là về cái yêu cầu về chất âm, thứ hai là về giá cả, thì anh em tham khảo cái cấu hình này, mình đảm bảo luôn nha, đảm bảo anh em sẽ hài lòng với cái mức giá này, rất là tuyệt vời luôn. Hàng này sẽ có bảo hành điện tử hết, trên mỗi sản phẩm đều có hết. Mình quay cho mình coi Infinity à, sẽ có hướng dẫn kết quả bảo hành điện tử luôn nè. Mua những sản phẩm kiểu như này thì anh em khỏi sợ dính hàng fake, hàng giả nha. Vì bây giờ thị trường Việt Nam anh em biết mà, hàng giả nói chung là mình xác bên Trung Quốc thì không thể nào mà tránh khỏi được những cái tình trạng hàng fake, hàng giả tràn lan hết đó. Mình sẵn sàng chết hãng cho anh em bất cứ lúc nào anh em muốn nha. Khi mua sản phẩm mà anh em bên mua mình á, thì mình sẽ anh em yêu cầu chết hãng á, mình sẽ chết hãng ngay lập tức, ngay và luôn cho anh em, khỏi phải mua về khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải lăn tăn của mình có mua được hàng chính hãng không ta, có khi nào mua dính hàng giả không ta, bắt đầu cái suy nghĩ của mình nó bị gối lên đó, thì anh em yên tâm mình sẽ chết luôn bất cứ lúc nào anh em muốn nha, để cho mình an tâm. Lần cuối là mình nói là trên dưới 15 triệu nha anh em, trên dưới 15 triệu đồng đó, bao nhiêu đó bao gồm 6 lo cánh, không, bao gồm 4 lo cánh, 2 lo chip rời, 2 lo chip liền, với 4 lo cánh là tổng cộng là mình có tới 8 lo lần đó. Thì âm ly là 4 kênh 90W một kênh, rất là khỏe. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình hoặc Zalo, Facebook đó, mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. Thì sau đó nói chung là ngoài cấu hình này thì mình còn rất là nhiều cấu hình, thì anh em nói chung là tùy như yêu cầu, tùy tài chính và ngân sách muốn đầu tư bao nhiêu thì mình sẽ tư vấn sát với cái nhu cầu của anh em. Nhiều khi anh em hỏi mình là bộ tư vấn cho bộ lo đi thì mình cũng phải hỏi rất là nhiều, ví dụ như đi xe gì, rồi tài chính bao nhiêu, nói chung là hỏi rất nhiều thứ thì mới ra được một cái cấu hình chính xác theo ý của khách hàng được, chứ không phải cứ báo giá là xong. Rồi, mình xin chào anh em nha.